tại gia thì không nói rồi đó. Mà có vị này tu mà không có nhận tiền thì biết rằng vị này tu chân chánh. Mà ngài kể ra cái hạnh đầu đà của ngài là 13 hạnh đó, thì trong chùa cũng khó làm nổi chuyện này, thấy không? Thành ra Đức Thầy nói đó, buổi lố lăng Phật giáo suy đồi, hôm nay cái đạo đức nó bị suy đồi quá, xuống cấp quá xá. Con người lợi dụng bằng tiền bạc. Rồi tôi nói xương vậy thôi, chứ cũng cái này không nên nói gì. Dạ, con kính chào ông Chính. Hôm nay hữu duyên thì gặp ông Chính, thì mong ông Chính chia sẻ Phật pháp. Thì bấm gài con coi trên mạng á, ông Chính, thì gặp mạng nhiều người chạy theo sức sư Thích Minh Tuệ lắm, mà không biết cái hạnh của thư sư Thích Minh Tuệ sao mà nhiều người dân ta kính phục với ông Chính, chia sẻ giùm con cái. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, thân ái kính chào tất cả đồng đạo, bà con nam nữ trong nước, ngoài nước, xa gần, thân mến, như cả nước ngoài luôn. Hôm nay cũng hơi lâu, cũng có đủ nhân duyên với chú Dương Cầm. Cũng nhờ tôi chia sẻ qua Phật pháp giảng kinh của Đức Phật, Đức Thầy. Hôm nay chú cũng có hỏi là sao hiện nay bây giờ cộng đồng mạng là quan tâm, và ông Thích Minh Tuệ đi đâu là cũng có cả mấy trăm người đi theo đó. Trong này á, đi thì cũng có kẻ lợi người hại nha, chứ không phải là có Phật là có ma đó. Thành ra cộng đồng quan tâm vậy mà cái hạnh tu ông như thế nào mà dân chúng lợi ngưỡng mộ như vậy. Thì tôi có chia sẻ qua đây một lần rồi. Cao cao lên nha, cao cao lên. Một lần rồi, nhưng mà hôm nay là cái tôi chưa chia sẻ, chưa lướt lần nào. Hôm nay để chia sẻ qua về nói về thầy Thích Minh Tà mà Tuệ. Đáng lẽ ra cái chuyện này mình không nói nữa, nhưng mà thấy cộng đồng xôn xao rồi kẻ dạy người khác, thành ra nhiều có nhà sư cũng lên phản bác. Rồi mình nói ra công minh hơn, mình không có nằm bên nào hết. Rồi nói bây giờ chỉ là chuyên qua cái quê quán của ngài Thích Minh Tuệ. Là ngài Thích Minh Tuệ này là ở Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ngài sinh 1981. Gia đình là ở Gia Lai. Sau giờ vô Gia Lai đó, lúc ngài 15 tuổi, cha là đi bộ đội, mẹ là giáo viên, thầy từng là học sinh ưu tú đạt giải nhất trong trường. Thầy có bằng cấp mà lâm nghiệp và đã từng làm địa chính ở EK Đắk Lắk. Ngài làm trưởng phòng là địa chính ở huyện. Thầy làm một thời gian rồi thầy xin nghỉ việc và chọn con đường tu. Ngài vừa làm việc và thời gian rảnh ngài thường coi kinh của Phật tổ, thành ra coi gặp một cái chợt mà cái phúc có nhân duyên hợp với cái duyên cái pháp đó, đó. Rồi thành ra ngài nghỉ việc, ngài tu hành đó, cũng có duyên với cái pháp là ra đó. Thành ra ngài xem xét xong rồi mới nghỉ mà mới về mà tu hành. Ngài mới tu tập từ năm 2015, cha mẹ chia tài sản cho ngài nhưng mà ngài không nhận, ít có ai được vậy. Thầy tập ăn chay một ngày một bữa ở tại gia và phụ gia đình 6 tháng, vừa ăn một bữa vừa phụ gia đình và từ vừa tu hành. Và 6 tháng thì thầy xin cha mẹ cho đi xuất gia. Rồi xuất gia thì nếu cha mẹ đồng ý là con không có lấy tài sản, nhưng mà con chỉ có lấy cái giấy cha mẹ cho con xuất gia, chỉ lấy cái giấy đó thôi đem theo, rồi tài sản thì cho cha mẹ là để dưỡng già đi. Đó, cái người ta được cái chữ hiếu vậy đó. Và nhà ngài vô chùa Am ở Tây Ninh, rồi một thời gian ngài vô ở chùa Nha Trang tu hành. Đến năm 2018 thầy rời chùa và
vào ban nhân dân Tuệ bắt đi ngài, kêu ngài đi phước thực và thầy giữ nghiêm năm giới cấm. Năm giới cấm đó là nhân nghĩa lễ trí tín đó quý vị, theo bên Phật giáo Hảo mình là nhân nghĩa lễ trí tín là hành được chứng nhân thì không sát sanh, hành được chứng nghĩa thì không trộm cắp, hành được chữ lễ thì không tà dâm, hành được chữ trí thì không uống rượu, hành được chữ tín thì không nói dối. Đó thì năm giới bên nhà Phật là vậy đó. Rồi bên đây Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng dạy là ngũ thường, là cái năm giới thường hằng của tín đồ Phật giáo Hảo hàng ngày. Hả? Và 13 hạnh đầu đà của Thích Ca đã dạy ngài Maha Kajip. Đó, đây xin kể ra 13 hạnh đầu đà mà tất cả chúng sanh, bây giờ nói chúng sanh là gia cư sĩ thì khó hành rồi, mà nói những dạng thức gia trong chùa có thể tu theo cái hạnh này được không? Chứ còn tại gia cư sĩ tôi không nổi rồi. Đệ tử Đức Phật ngày xưa chỉ có một mình Maha Kajip thôi, ngoài ra chưa có nghe kinh nào nói nữa là người thứ hai nữa. Thì ba hạnh, 13 hạnh đầu đà của Đức Phật dạy ngài A Nan mà ngài hôm nay đã tuân thủ thực hành. Một là y phục làm bằng mảnh vải rách. Hai là chỉ dùng mà ba bộ y. Ba là khuất thực mà ăn. Bốn, chỉ ăn một bữa vào giờ trưa. Năm là ăn không ăn quá no. Sáu là không tích trữ đồ ăn. Bảy là không giữ tiền bạc. Ai cho ngài tiền bạc ngài không lấy, bao nhiêu cũng không lấy chứ. Bảy là không giữ tiền bạc. Tám là sống cô độc một mình. Chín là sống trong nghĩa địa, nhà quan, gốc cây. Mười là sống được ở dưới gốc cây. 11 là sống ngoài trời. 12 là không ở cố định. 13 là không nằm mà ngủ, ngồi không à, ngồi thiền định rồi ngủ luôn chứ không có, không có nằm mà ngủ. Rồi cái hạnh của ngài 13 đầu đà là cái 13 việc tôi kể ra. Nhưng mà hôm nay thì sư Minh Tuệ có nói 10 việc để cho bà con cộng đồng và các nhà sư nên suy ngẫm. 10 việc này ngài đương thực hành. Một, con đi tu là để giải thoát. Hai, hàng ngày con chỉ xin một bữa ăn và không nhận tiền bạc của ai. Ba, khi áo con mặc may từ vải nhặt từ nghĩa địa, ven đường, thùng rác. Bốn là bình bát con làm chế từ nồi cơm điện mà người ta cho con. Năm là đời là vô thường, sống nay chết mai, đâu ai biết được, nên con mới xin đi tu để lỡ mai chết mất thân này không còn cơ hội để tu. Đó. Sáu, con sống sớm, con mong sớm thành Phật quả để báo hiếu cho cha mẹ. Bảy là giờ đây con coi mọi người như là anh em cha mẹ con. Tám là trong lòng không còn ích kỷ sân hận. Chín là con coi tất cả mọi người trong thế gian này là bình đẳng. Mười là anh chửi con, đánh con chỉ coi anh là bạn và chúc anh hạnh phúc. Đánh người mà không buồn, buồn phiền, quán trách, không than giận. Đó là 10 cái hạnh ngài đang làm. Thì cộng đồng mạng thấy vậy, hành động ngài làm cũng thực hành như vậy. Thành ra nhiều khi là cũng có người lên phản bác, nói ổng là ăn qua 12 giờ rồi mới ăn, là người ta để nói xấu ổng thôi. Chứ sự thật cũng có nhiều chỗ công nhận qua giờ ngọ rồi là ai cho gì cũng không lấy hết. Ngài nói tuôn rồi vậy thôi. Còn trước 12 giờ, từ sáng tới 12 giờ sẽ ai cho, chỉ nhận một người đầu tiên rồi thôi, đó tới chiều không nhận nữa, chỉ ăn no một bữa một thôi. Đó. Rồi các cộng đồng mạng cũng là đặt bài thơ rất hay quý vị ơi, để cho mình nghe để mà hiểu biết được cái đường tu của ngài Minh Tuệ.
trong nhà mã pháp ám u, bỗng sinh một bậc chân tu lạ đời. Xin ăn một bữa giữ lời, tiền cho không nhận, mặt thời nói điên, mặt cho người đời nói điên. Hàng ngày đi bộ chân chuyên, từ Nam ra Bắc không phiền không xe, không đêm đêm thiền tại đầu hè, nhà quan nghĩa địa bụi tre ngủ ngồi. Người đời xúm lại ôi thôi, nghe thầy giải đáp một hồi tỏ phân. Cuộc đời là kiếp phong trần, sớm tu thì nhàn thân về già. Mọi người giữ giới tại gia, sát sanh trộm cắp đường tà không nên. Người đời xúm lại hỏi tên, sư xưng minh tệ con bên đầu đà. 13 ước nguyện ước mang ra, cả đời hành thiện không tà một giây. Đó, một giây phút là ngài không rời giới, không dám làm gì phạm. Dẫu cho trời ngã mưa mây, đầu trần thân đất dẫn dày bốn phương. Đó, ngài giữ hạnh như vậy đó. Thành ra chia sẻ cho bà con hiểu, để cái hạnh đầu đà này là cái hạnh này khó tu lắm. 2500 vị Phật tổ đệ tử của Phật Thích Ca ngày xưa thì chỉ có nghe ngài là Maha Ca Diếp tu thôi, ngoài ra chưa có nghe vị nào nữa. Bởi vì chưa nghe là không phải nói không có nghe, bị mình chưa có coi sách kinh của Phật tổ hết, thành ra mình cũng chưa có nghe. Thành ra không biết có vị nào nữa không thì mình cũng chưa nghe, chỉ có nghe một mình ngài Maha Ca Diếp mà tu hạnh đầu đà đó. Mà sau này ngài được Đức Phật Thích Ca truyền tâm ấn cho ngài, và truyền luôn y bát, và truyền luôn cái ngôi tổ, là ngài làm là sơ tổ bên phái truyền tâm, là ngài là thay thế khi Phật giao rồi, Phật tịnh diệt rồi, là ngài là làm sơ tổ phái truyền tâm. Sau này ngài mới truyền lại cho ông A Nan đó. Cái hạnh người tu như vậy. Rồi tôi bây giờ coi cái thì tôi hổm rồi tôi coi cộng đồng mạng nó cũng nhiều bà con tới, đi tới 1.500-700 người để theo để mà lại ngài. Tại sao là đồng đạo cộng đồng mạng để lại ổng? Bởi vì xưa nay chưa có một vị nào tu mà không nhận tiền ai. Hạnh xuất gia, mình nói hạnh xuất gia tại gia thì không nói rồi đó, mà có vị này tu mà không có nhận tiền thì biết rằng vị này tu chân chánh. Mà ngài kể ra cái hạnh đầu đà của ngài là 13 hạnh đó, thì trong chùa cũng khó làm nổi chuyện này, thấy không? Thành ra Đức Thầy nói đó, buổi lố lăng Phật giáo suy đồi, hôm nay cái đạo đức bị suy đồi quá, xuống cấp quá xá, con người lợi dụng bằng tiền bạc. Rồi tôi nói xương vậy thôi, chứ cũng cái này không nên nói nhiều. Thành ra nói xương là quý vị cộng đồng mạng đều biết hết rồi. Thành ra có một ông thầy tu chỉ ăn một bữa cơm, gia đình ngài giàu chứ không phải nghèo, nhưng mà ngài đâu phải thiếu cơm thiếu gạo, nhưng mà ngài nhận cái hạnh đầu đà tu cho mau thành chánh quả. Tu nó khổ sở gian nan dữ lắm chứ không phải bình thường, nhưng mà thời gian ngắn là đắc đạo. Thành ra ngài muốn tu cái hạnh này cho nó mau đắc đạo để mà cứu của quyền thất tổ ông bà cha mẹ, như ngài kể đó, con tu để mà sớm mau thành quả để mà cứu khổ cha mẹ đó, của quyền đó đó. Thành ra cái hạnh này á là phải nhất quyết tu hành, không kể sát thân, hiến cho cái sát thân này cho 13 hạnh đầu đà mới thể tu nổi. Ngài cũng nói đó, ngài tu là ngài không sợ chết, không sợ đau bệnh đó. Rồi cái hạnh như vậy đó, rồi mấy vị đi hổm rài đó, cộng đồng mạng lên cũng là người ta quy tụ lại, thấy ông đi thì đi theo cả 500-700 người, 200-300 người cũng có. Rồi dọc đường cho tiền cho bạc cho này kia là ông cũng không nhận. Thì cộng đồng mạng thử coi, rồi bà con thấy thử coi ông tu vậy có được không, có chân chánh hay không. Thì từ quý vị suy nghiệm, quý vị biết, cái tôi cũng không nói ông là chân chánh hay là không. Cái chuyện này tôi không dám nói, bởi vì tôi thấy sơ sài, tôi thấy 5-7 đêm nay tôi bắt lướt qua hoài thôi, cũng chưa xác định rằng là ổng thì thấy chưa có cái sai phạm về cái lỗi gì trong 13 hạnh này hết. Nhưng mà không biết sau này lâu nữa không biết làm sao, thành ra tôi không dám nói. Nói cái gì phải cho chắc ăn mới nói, chứ không phải là nói giờ mà nói chim nó bớt cho người ta là không được.
Thành ra tôi không dám nói, rồi tùy quý vị nhận xét. Rồi người ta nhận xét thấy cái ông này tu vậy đó, mà tu mà chỉ ăn một ngày một bữa, tu mà không nhận tiền ai hết, tu mà đi bộ không. Bữa nay hơi cũng muốn nói chỗ này cho quý vị cộng đồng mạng hiểu biết thêm chút nữa là gì. Bằng đêm là ổng thiền định, ngồi thiền định có khi một đêm ngồi 10 tiếng đồng hồ. Có khi ngày đêm mà chiều mà ổng được như vắng khách đó, ổng đi sớm đó, thì ổng thiền định 15 tiếng đồng hồ luôn. Nói ngài ngủ ngồi chứ ngài đâu có ngủ, ngài thiền định. Nhưng mà trong lúc mà ngài mà mệt mỏi quá đó, thì ngài ngủ trong cái chánh định đó chừng tiếng nửa tiếng đồng hồ thôi. Đó, ngài thiền định 10 tiếng. Bữa nào mà ngài nghỉ sớm đó, thì ngài nghỉ, ngài thiền định được 15 tiếng. Rồi cộng đồng mạng hôm rày cũng bận đêm cũng theo quay ổng tới 3 giờ khuya. Có chỗ có đêm rồi quay tới sáng. Thành ra tôi yêu cầu cộng đồng mạng bớt lại đi. Ngài còn sức khỏe, mặc dầu ngài cũng được nằm trong cái chánh định, được chút đỉnh trong cái chánh định, nhưng cái thân ngài mới được khỏe đi ngoài nắng ngoài trời mà được khỏe như vậy, có sức lực như vậy, đó là nhờ cái chánh định đến, cũng được một phần nào thôi chứ chưa phải hoàn toàn. Thành ra quý vị cộng đồng mạng mà bu đi tối ngày rồi tới bằng đêm mà giờ ông nghỉ ngơi mà để mà quay tới sáng, có khi 3 giờ khuya có đêm tới sáng luôn, thì như vậy ngày 46 kg, bây giờ còn có 42 kg, mất 4 kg. Nên cộng đồng mạng nghe tôi nói rồi bớt đi theo ổng, chở đi theo ổng. Rồi bây giờ cái đường xá đó nhiều khi là đi tới nửa đường, chăng lên tới nửa đường. Rồi Phật tử thấy vậy mới lấy chổi quét đường cho ổng đi chân không đó, rồi đạp có những cái đá lon con đó, rồi đau dò ổng. Người ta đi, ta quét dọn đường trước rồi cho ổng đi. Đó là cũng một việc tốt, ủng hộ những tăng ni tu hành chân chánh vậy là cũng tốt. Đó. Thành ra mình cũng không nhận xét ổng là bây giờ thì ổng chưa, tôi theo tôi sự hiểu biết của tôi là thấy chưa có sai gì trong cái hạnh đầu đà này hết. 13 hạnh đầu đà này mà không phải ngài giữ cái hạnh đầu đà này không? Ngài coi kinh Phật cái gì cao siêu nữa, ngài học nữa, học hạnh của Phật nữa chứ không phải. Rồi ngài còn á là tứ diệu đế ngài học luôn, là bát chánh đạo ngài vẫn học luôn. Ngày xưa ngài Maha Ca Diếp bát chánh đạo của Phật dạy ra rồi, dạy tất cả các đệ tử, nhưng mà ngài Maha Ca Diếp hành bát chánh nào cũng thanh tịnh hết. Thành ra ngài mới đắc là hạnh đầu đà, là ngài mới được Đức Phật Thích Ca trì ngộ tổ lại đó. Một hôm đây là trong pháp hội, Đức Phật Thích Ca cho hay là lợi hội, coi những người nào mà kiến tánh thì Phật trì ngôi tổ lại ha. Thì trong đó có Phật Thích Ca ở chư thiên đem xuống mấy bông sen, ba bông sen, thì ngài mới cầm ba bông sen, ngài mới đưa vòng tròn vậy nè tất cả các đại chúng. Thì ngài coi là không có ai mà hiểu biết cái lời của Phật Thích Ca đưa vòng hoa sen hết, thì chỉ có một mình ông Ma Ca Hiếp giúp dòm Đức Phật, rồi chín chiếm mượn cừ rồi bỏ quay trở lưng đi vô. Thì Đức Phật Thích Ca ngài biết như vậy có một mình Maha Ca Diếp mới chứng đắc được cái tập pháp. Thành ra mày mới kêu A Nan lại, cái em mới kêu một quyền lưu lại: hôm nay ta có chánh pháp nhãn tàng và niết bàn diệu tâm, hôm nay ta truyền lại cho nhà ngươi, nhà ngươi làm sơ tổ bên phái thiền tông. Bởi vì tại sao thấy Đức Phật mà ngài cười, là ngài hiểu biết Đức Phật làm cái gì rồi đó, nhưng mà ngài không nói. Rồi đi ổng quay vô cười, rồi quay vô thì Đức Phật thấy ổng cười thì Đức Phật biết ổng biết rồi đó. Vì đó là tâm truyền tâm chứ không còn chuyện là văn tự ha miệng nữa, mà hiểu được cái tâm truyền tâm là người đó mới đắc pháp, người đó mới kiến tánh, thấy không? Chứ không phải như mình giảng kinh mình đọc tối ngày sáng đêm mà nghĩa lý mình cũng hiểu mà nhưng mình làm không có được đó. Thành ra cái hạnh này ngài cũng học theo cái hạnh của ngài Maha Ca Diếp, rồi ngài cũng hành tứ diệu đế nè, rồi hành bát chánh đạo luôn.
chứ bỏ bát chánh cũng không được nữa. Bát chánh là căn bản của người tu, không bao giờ bỏ được. Thứ nhất cái chánh kiến, mà cái người ở đời đạo thì mình giữ phải rồi, còn đời cũng cần nên có chánh kiến. Nếu không có chánh kiến mà ngăn lỗ lạ, chánh là gì? Chánh là chân chánh, kiến là thấy, thấy biết cái chuyện đúng sai, làm đúng làm chân chánh. Mà ông đi muốn bằng cái tế mà không bằng ruộng bằng rẫy, mà không biết thời tiết, không biết cái gì mình làm đây đúng hay sai, hay là mùa tiết sai cái thời tiết rồi mà ăn lỗ lã. Đi buôn bán cũng vậy đó, phải nghe tin tức, coi ngóng cái tin tức coi. Thành ra phải có chánh kiến. Chánh là chân chánh, kiến là thấy, thấy rồi hiểu biết chân chánh mình mới làm, mới có ăn, mới có lời. Nói về cái chuyện ngoài đời còn vậy, và trong đạo còn cần thiết cái chuyện chánh kiến này là còn nhiều nữa. Thành ra cái chánh kiến của Phật dạy là đời ở đạo gì cũng cần có chánh kiến. Thì bỏ chánh kiến thì con người mà ăn cũng lỗ lạ, thất bại. Thấy không? Thất bại hai lần thì vốn đâu làm nữa. Một lần còn không vốn nữa làm lợi nữa, chứ đừng nói hai lần. Thành ra bây giờ chia sẻ qua quý vị bao nhiêu ngày minh tệ thôi. Rồi là nói về cái hạnh thích Phật Thích Ca đó. Thì ngài á, mà Đức Quỳnh Giáo Chủ ngài có nhắc lại nè: Thích Ca còn phế trước hàm, lầu cao cửa rộng còn ham tu hành. Đức Phật Thích Ca ngài ở lầu đài gì là không à, nhưng mà còn phế. Phế là gì? Phế là bỏ, bỏ tước hàm. Tước hàm là gì? Tước hàm là ngôi vị của thái tử, ngài là thái tử rồi đó. Rồi sau này ngài sẽ lên làm vua, nắm vua cả đất nước, mà ngài còn bỏ tước hàm là cái ngôi vị của ông vua, ngôi vị thái tử, ngôi vị của ông vua mà ngài còn bỏ. Ngài còn đi tu đó. Rồi ngày đi tu đó, bây giờ mình nói tắt tắt đi nha, bây giờ không có thời gian mà nói cho nó đúng. Nó tắt tắt rồi ngài mới giữa đêm khuya lắng trốn đầu rừng, lìa cha già vợ đẹp con cưng, thân chẳng sáp không tha bờ bụi. Ngài thuở ấy nên 19 tuổi, tâm đại hùng cương quyết tu trì, trải bao phen lao khổ lắm, khi sau ngài mới đến rạch Ni Lương Thiền. Đó là kể qua giảng Đức Thầy cũng kể cho mình biết một cái tiểu sử Đức Phật Thích Ca vậy đó, mà bà con đồng đạo, cộng đồng mạng mình cũng biết hết trơn rồi. Ra chi đọc chương qua để cho biết cái nghĩa lý vậy thôi. Còn bây giờ ngài mới vào rừng ngài đi tu, lại gặp năm anh em Kiều Trần Như tu, thì ngài cũng tháp tùng tu với năm anh em Kiều Trần Như. Nhưng mà cách tu năm anh em Kiều Trần Như á, tu khổ hạnh lắm, tu phải nhịn ăn. Rồi có ông á thì tu á thì đốt lửa nhảy qua nhảy lại trên đống lửa vậy nè. Có ông á tu á thì đứng một giò, sáng đêm tối ngày đứng một giò mà qua. Còn có ông lấy cây đập vô mình vô mẩy. Ngài tu đó thời gian thì ngài thấy tu mà hành sát quá, thời thầy thấy là ngài thấy là không thể đạt đạo được, thành ra ngài mới rời cái đám cái năm Kiều Trần Như, ngài mới đi dài lên. Đó, dài lên đến trở chỗ nào mà có cúng nào cái đạo nào đó thì ngài hỏi nghe ngài tu đạo này đạo gì, thì ngài hỏi rồi thì biết cái đạo đó đạo gì rồi, ngài thấp vào vô đó tu thời gian không được nữa thì ngài đi. Mà trải lên tới trên cái chót núi Hy Mã Lạp Sơn đó, cái rừng khổ hạnh đó là 1000 năm chưa có ai đi tới giáp hết. Mà cái núi Hy Mã Lạp Sơn 1000 năm cũng chưa có một người nào lên tới cái chót núi, chỉ có mình thái tử Sĩ Đạt La đi tới, lên tới chót núi luôn. Còn ngày ngày đó ngồi đó thiền định một thời gian rồi ngài cũng quay trở xuống. Là cái núi Hy Mã Lạp Sơn là theo như tài liệu đó, sách vở cho nói đó, chứ mình không biết nha, mình căn cứ gì sách vở mình nói nha, chứ ở đây mình không qua Ấn Độ được, không có biết mà không có đo nữa. Thành ra theo sách tài liệu sách vở đó, cái núi Hy Mã Lạp Sơn đó bề cao nó là 8840 mét, gấp 10 lần cái núi Cấm. Núi Cấm mình có 800 mấy à, núi 8800 là 40 mét. Thì ngày tôi tới đó ngày không được rồi, về trở xuống. Ngày trở xuống, ngày đi nghĩa là ngài mặc đồ là kêu bằng là ngài đi là ngài chỉ là đầu đội trời, đầu quần nón, chân đạp đất, không mang dép. Thì hôm nay cái hạnh của ngài Thích Minh Tệ cũng vậy đó. Rồi ngài đi xuống, ngài tu tới đâu thì tu tới đó, đi lần lần. Thì ngài đi thì ngài không có đem cái gì hết, chỉ có đem một cái tấm tọa cụ. Tọa cụ là cái tấm mà giải để đi tới đó rồi ngồi chỗ đó tâm thiền, thì trải cái tấm tọa cụ ra rồi ngồi lên mà thiền định thôi, chứ không đem món gì cả.
nhưng mà đi vất vả khi đói khi khát. Rồi ngài ngồi thiền định thấy con khỉ con dượng thấy ngài ốm quá, nó mới bẻ trái cây ra lại cúng dường. Khỉ dượng bẻ trái cây cúng dường cho ngài, rồi ngài cũng ăn. Rồi đi ngài cũng đói bụng, nhiều khi cũng hái trái cây ăn, ăn mà lây lắc qua ngài hết ra là 7 năm, ngài mới quay xuống trở lại cái đồng bằng Định Nhiên Liên Thiền. Đó là cái vùng của Nepal Ấn Độ. Nepal là cái tỉnh cái đất nước Nepal, nhưng mà bây giờ sau này nó tách ra là kêu bằng nó nằm chung Ấn Độ đó, bây giờ nó tách ra kêu bằng Nepal. Đó là đồng bằng sông Nepal. Định Nhiên Liên Thiền. Rồi ngài đó, ngồi đó khổ hạnh tu 6 năm mà Đức Thầy cũng có tỏ cho mình biết, cho tín đồ biết là cái sự chứng chiên của Đức Phật Thích Ca tu ngày xưa. Ngài mới tỏ mấy câu mà giảng như vậy. Ngài mới nói 6 năm tầm đạo giữa rừng già, khổ hạnh ai bì Đức Thích Ca. Chim hót trên vai sương phủ áo, khu kề dưới gối tuyết đêm qua. Hỏi thử ai tầm chân lý ấy, bên bờ sông giác chỉ riêng ta, là riêng Đức Phật Thích Ca thôi. Chứ ngoài ra không có ai hết. Đó, ngày này nãy là ngày bỏ lầu đài đi tu rồi. Thích Ca còn phế tước hàm rồi, lầu cao, đài cao cửa rộng còn ham tu hành, bỏ tước quyền, bỏ lầu cao cửa rộng mà ham tu hành. Rồi vừa là vô giữa rừng gà mà tu khổ não mà mấy bà thơ mà mấy câu văn nãy tả đó. 6 năm tầm đạo giữa rừng già, khổ hạnh ai bị Đức Thích Ca, không ai bị nổi với Đức Thích Ca hết, ổng khổ nhất. Chim hót trên vai sương phủ áo, chim nhiều khi đậu trên vai ổng mà hót. Mà sương á là nhiều khi sương tiết xuống ướt áo hết. Rồi hưu kề dưới gối tiết đêm qua, con hưu lại nó quỳ xuống, nó bái mập ổng. Tiết đêm qua là tiết nó rụng á, là có thể khi là mình đóng là trên lên nữa mình nghe. Hỏi thử ai tầm chân lý ấy, bên bờ trong giác chỉ riêng ta, là riêng Đức Phật Thích Ca mới hành nổi hành này sao. Hôm nay em Thích Minh Tệ cũng muốn mau đắc đạo, tu cái này là tu tắc, tu nó khổ sở gian nan. Nếu tu mà không kể sát thân, hiến sát thân cho Phật Pháp là không bao giờ tu được. Thành ra ổng hiến sát thân này, ổng không nói hiến, nhưng mà ổng kể sát thân này là không hiến là cho Phật Pháp, không có nghĩ sát thân này sung sướng nữa. Thành ra ổng mới đi tu chịu khổ hạnh mới là chọn pháp môn này. Chứ không phải đơn giản đâu. Rồi á là ngài về đi tu ngồi 6 năm, ngài mới trở lại Định Nhiên Liên Thiền, ngài ngồi 49 ngày. Thì bỗng một hôm, các chư thiên á mới đem cái đàn xuống khải. Khải, nếu khải dùng quá thì nghe không có thanh, nghe không có thanh sao. Rồi ngài mới dặn lên cái nữa đó. Thì tiếng đàn nghe thanh sao. Rồi chư thiên mới dặn thêm cái nữa, sẵn qua thì nó đứt. Để thức tỉnh ngài, cho ngài biết, ngài đi mà tìm con đường là khổ hạnh quá không được. Mà nếu con người tu, bất cứ con người thế gian này nè, tu cũng phải chọn con đường trung đạo của Đức Phật mà đi. Là không trưởng dưỡng sát thân cho quá ưu sướng, như ăn nhiều, ngủ nhiều, mập, sanh ra lười biếng. Con người không lo đạo, không tinh tấn, lười biếng, giải đãi. Mà nếu mà là khổ hạnh quá thì con người sanh ra bệnh hoạn, thì trí óc luôn mà. Thành ra ngài trưởng dưỡng sắc thân ngài lợi là ngài, nghĩa là ăn lợi bình thường là đói ăn khát thì uống, chứ không bỏ đói không bỏ khát nữa. Trưởng dưỡng cái sắc thân này thì cho nó bình thường, đói thì ăn khát uống, không để cho nó nhịn đói, không có là ép sát hành sát, mà không trưởng dưỡng sắc thân cho nó quá ưu xuống. Đói thì ăn khác thì uống để hành đạo. Vậy thôi. Là cái đường trung đạo. Rồi là 49 ngày. Ngày thứ 49 sau minh tinh vừa mọc, ngài mới đắc, nghĩa là pháp tận minh, lậu tận minh, ngài mới đắc thành quả Phật. Hôm nay ông Thích Minh Tệ cũng làm theo đường lối đó. Thì quý vị nào chưa có hiểu biết cái vấn đề này thì nghe tôi nói rồi, thì thấy ổng tu mà có cái pháp tu kỳ lạ, tu mà ăn một ngày mà không nhận tiền bạc của ai, mà đi lộ ngoài trời, đi từ Nam cho tới Bắc. Thì như vậy á, cái công của ngài cũng gian nan khổ sở lắm. Mà quý vị nào á mà có ủng hộ được thì nó tốt. Nhưng mà tôi khuyên cộng đồng mạng bớt lại đi, đừng có theo ổng quá xá, rồi gây cái khổ cho ổng. Trong khi này
có Phật thì có ma. Rồi có nhiều người theo đó đâm quá rồi ám hại ông nữa đó. Thành ra cái chỗ này bà con nên bớt bớt lại, đừng nên là đi theo ông nhiều quá rồi ông không có thì giờ nghỉ ngơi, rồi ông sanh ra bệnh hoạn, rồi tới nhìn giác nữa đi mà cộng đồng mạng cũng lại cũng quay nữa, cũng quay ổng nữa, rồi tới tôi coi cái mạng đó 3 giờ khuya mà còn cộng đồng mạng còn quay ổng. Rồi có các bạn khác nói tới sáng luôn là quay ổng tới sáng luôn. Như vậy rồi thì làm sao có sự ổng nghỉ ngơi, làm sao có cái sự mà ổng mà thiền định được. Rồi cản trở cái đường tu ổng đó mình cũng mang lỗi nữa đó. Thì ra bây giờ khuyên cộng đồng mạng, bà con qua YouTube tới giấc chiều thôi ngưng đi. Rồi sáng mơ hãy tiếp tục nữa. Chứ để làm vậy là ngài không có thì giờ nghỉ ngơi, rồi ngài một thời gian ngài cũng yếu sức, ngài cũng bệnh cũng đau. Ngài là sắc văn phàm mà. Thành ra tôi chỉ có khuyên như vậy thôi. À, bây giờ nó chia sẻ qua giảng kinh của Đức Thầy. Đó. Là suốt đời Ma Ca Diếp không tắm mà lại gần không hôi, mà lại đổ mồ hôi ra có mùi thơm. Ta chứng quả rồi, còn gì nữa, cái bực đó. Bây giờ ông Thích Minh Tuệ nè, 15 ngày mới tắm. Mà quý vị là gần ông còn có hôi không? Mình đây nè, tại gia cư sĩ mình là 5 ngày không tắm thôi. Bà con chịu nổi không? Mình còn hôi đi, đừng có nói người ngoài. Thành ra ta hành được hành vậy đó, cũng cao quý lắm quý vị ơi, thôi. Mà quý vị ủng hộ những cái người mà chân tu vậy đó, thì cũng có phước lắm, phước đức lắm. À, bây giờ chia sẻ qua giảng kinh của Đức Thầy.